20 điều lớn nhất cần tu dưỡng trong đời người. Kính thưa quý vị, cả ba gia lớn là Phật gia, Đạo gia và Nho gia đều dạy con người phải tu tâm dưỡng tính. Từ thể nghiệm của sinh mệnh, người ta đúc kết ra đời người có 20 dưỡng lớn nhất. Nếu một người có thể căn cứ vào đó để lưu giữ lại, tu cái tốt và bỏ đi cái xấu, thì sẽ trở thành người hoàn thiện hơn. 1. Tu dưỡng lớn nhất đời người là khoan dung, tha thứ. Mọi người đều hy vọng bản thân mình là một người có tu dưỡng. Vậy tu dưỡng lớn nhất của đời người là gì? Chính là khoan dung, tha thứ. Có câu nói, nghiêm dĩ luật dĩ, khoan dĩ đãi nhân. Ý nói, lấy nghiêm khắc làm kỷ luật cho bản thân mình và lấy khoan dung độ lượng để đối xử với mọi người. Chúng ta đối đãi với người cần phải khoan hồng độ lượng, cần phải bao dung. Cho dù người khác đối đãi chúng ta tốt hay không tốt, chúng ta đều có thể bao dung họ. Đây mới là tu dưỡng lớn nhất của đời người. 2. Thu hoạch lớn nhất đời người là biết đủ. Mỗi người đều hy vọng bản thân mình có tiền bạc, nhà cửa, đạt thành tựu và có nhiều thu hoạch. Vậy cái gì là thu hoạch lớn nhất đời người? Đó chính là cần có khả năng biết đủ, biết thỏa mãn. Nếu một người không thấy đủ, không thấy thỏa mãn, thì cho dù có ngủ tại thiên đường, cũng sẽ cảm thấy như đang ở địa ngục. Nếu một người biết đủ, biết hài lòng, thì họ sẽ thấy cho dù ở nơi tồi tệ như địa ngục, cũng sẽ thấy như ở thiên đường. Cho nên, biết đủ là thu hoạch lớn nhất của đời người. 3. Sở hữu lớn nhất đời người là cảm ơn. Người nào là người giàu có nhất? Người nào là người nghèo khổ nhất? Người nghèo là người luôn muốn đạt được nhiều hơn từ người khác. Còn người giàu luôn mang trong mình lòng biết ơn, thời thời khắc khắc muốn giúp đỡ người khác. Cho nên, một người có thể cảm ơn, quý trọng phúc thì người ấy chính là người giàu có nhất. 4. Mỹ đức lớn nhất đời người là từ bi. Mỹ đức lớn nhất của con người không phải là ở lớn lên có được dung mạo thật xinh đẹp, cũng không phải có thật nhiều của cải, rất nhiều tài năng. Mỹ đức lớn nhất của đời người là từ bi. Cho nên, đời người thà rằng khuyết thiếu tài cán, khuyết thiếu học vấn, nhưng không thể không có từ bi. Lòng từ bi mới là mỹ đức chân chính của mỗi người. 5. Niềm vui lớn nhất đời người là pháp lạc. Nhiều người thường mong tìm kiếm niềm vui bằng những thứ ở bên ngoài mình. Ví dụ như nghe được một câu khen người thì vui mừng nửa ngày. Nhưng những hoan hỷ vui mừng này chỉ thoáng chốc là đã qua đi. Nhiều người hy vọng đạt được niềm vui từ tiền tài, nhưng tiền tài cũng như nước chảy, thoáng chốc là dùng hết. Nhiều người hy vọng đạt được niềm vui trong những chuyến du lịch đó đây. Thế nhưng, những chuyến đi dù dài thì cũng chỉ nháy mắt một cái là qua đi, niềm vui cũng sẽ biến mất. Chỉ có một loại niềm vui là vĩnh hằng, đó chính là pháp lạc. Pháp lạc chính là niềm vui của tri thức, của tu hành, của quan điểm, là niềm vui vĩnh hằng, vĩnh viễn không bị tiêu tan đi mất. 6. Tâm bệnh lớn nhất đời người là ích kỷ. Thân thể con người vốn là bằng xương bằng thịt, cho nên thân thể sẽ khó tránh khỏi già nua, bệnh tật và cái chết. Kỳ thực tâm bệnh trên tâm lý càng lớn hơn. Vậy tâm bệnh trên tâm lý là gì? Đó chính là ích kỷ. Con người bởi vì ích kỷ nên tấm lòng hẹp hòi, tâm không đại lượng, khó có thể đạt thành tựu, không thể thăng hoa bản thân. Cho nên, một người ngoài việc phải chú ý giữ gìn sức khỏe ra thì còn cần phải chữa khỏi tâm bệnh ích kỷ của bản thân mình. 7. Sai lầm lớn nhất đời người là tà kiến. Một người nếu như phạm sai lầm mà sai lầm ấy là sai lầm về sự việc. Một người nếu như phạm sai lầm mà sai lầm ấy là sai lầm về sự việc thì còn có thể sửa chữa. Còn nếu như trên nhận thức có sự sai lệch, tức là tà kiến, và tư tưởng có sự sai lầm, thì đó chính là sai lầm lớn nhất của đời người.
Người tà kiến thường không những không biết tự quy chính lại bản thân, mà còn luôn tự cho mình là đúng. Đây là căn bệnh mà trong xã hội hiện đại ngày nay, rất nhiều người dễ dàng phạm phải. Điều này thật sự là rất đáng sợ. 8. Phiền não lớn nhất đời người là dục vọng. Có người nói, thế gian tràn ngập những ưu lo khổ não, bởi vì thế giới này vốn dĩ là như thế. Ai cũng đều phải đối mặt, không có ai là ngoại lệ. Ví như chúng ta đối mặt với dục vọng về tiền tài, sắc đẹp, ăn uống, dục vọng đối với quyền lực và địa vị, thì đều mong muốn đạt được. Vì thế, khi những dục vọng này phát sinh mà lại không cách nào đạt được thỏa mãn, thì sẽ cảm thấy phiền não. Cho nên, phiền não lớn nhất của đời người chính là dục vọng. 9. Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình. Mọi người thường coi những người đối xử không tốt với mình là kẻ thù của mình. Kỳ thực, kẻ thù của mình không phải là người khác, mà là chính bản thân mình. Bởi kẻ thù từ bên ngoài thì sẽ dễ nhận biết, dễ phòng bị. Ngược lại là bản thân mình không thể nhận thức được chính mình, không dễ hiểu rõ, không dễ khống chế và xử lý. Chúng ta thường không cấm đoán được những ham muốn của bản thân và không hóa giải được sự oán hận trong lòng mình. Vì thế, chúng ta trở thành kẻ thù lớn nhất của bản thân mình. 10. Bi ai lớn nhất đời người là vô tri. Bi ai lớn nhất đời người không phải là không có tiền, không có thế lực, cũng không phải là không có địa vị hay không có nghề nghiệp. Bi ai lớn nhất của đời người là vô tri, không hiểu lý, không nhìn nhận rõ chân tướng của thế gian, không thể nhìn nhận rõ quan hệ của mình và người, không thể thấy hết nhân duyên và nhân quả của thế gian. Đây mới chính là bi ai lớn nhất của đời người. Mười cách tự khơi thông kinh lạc mỗi ngày là một lần cả đời không lo bệnh tật. Kính thưa quý vị, việc thường xuyên tập luyện các bài tập dưỡng sinh giúp đả thông kinh lạc hiện nay là vô cùng quan trọng với các đối tượng người lớn tuổi. Các bài tập dưỡng sinh giúp thân thần vui vẻ, sảng khoái, đặc biệt giúp người già tăng cường thể chất, giảm thiểu tình trạng bệnh tật và giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Do đó, bài viết sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn một số bài tập đả thông kinh lạc hiệu quả dành cho các đối tượng người cao tuổi để phục vụ cho việc luyện tập hàng ngày. Hít thở bằng bụng. Hít thở bằng bụng chính là bài tập thể dục thông kinh lạc không thể không nhắc tới. Với bài tập này sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của người già, đặc biệt là những người mắc bệnh lao phổi. Huyệt đản trung. Nói tới 16 bài tập đả thông kinh lạc, chúng ta không thể bỏ qua bài tập vỗ huyệt đản trung. Đây là huyệt của đường nhâm mạch. Khi chúng ta tác động vào huyệt này sẽ giúp giải phóng khí huyết của vùng ngực, tim, phổi, giúp ổn định tim mạch, huyết áp, tăng cường trí nhớ. Vị trí huyệt đản trung chính là điểm gặp nhau của đường dọc giữa xương ức với đường ngang qua hai đầu lưng vú đối với đàn ông và ngang qua bờ trên hai khớp xương ức thứ 5 đối với phụ nữ. Hãy tìm vị trí hõm xương ức, huyệt sẽ nằm trên hõm xương ức khoảng 2 phân. Cách thực hiện như sau. Người đứng thẳng, hai chân thẳng, hơi khép. Thực hiện đưa nắm chùy thẳng ra trước, tay thẳng. Hãy dùng lực gấp của cẳng tay để vỗ mạnh vào huyệt. Cùng với đó là nhún gối và hô theo nhịp. Vỗ 4 lần 8 nhịp. Vỗ huyệt thận du. Huyệt nằm ở vị trí dưới gai sống thắt lưng hai. Đo ngang ra 1,5 thốn, mỗi thốn bằng chiều dài đốt giữa ngón tay trỏ. Ngang huyệt mệnh môn. Muốn xác định huyệt, hãy lấy đối xứng từ rốn ra sau lưng một vị trí trên cột sống. Đây chính là huyệt mệnh môn. Tiếp đó kéo ra hai bên, mỗi bên khoảng 1,5 thốn là huyệt thận du. Thực hiện bài tập này giúp điều dưỡng tinh khí của thận, giúp hỗ trợ hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng yếu sinh lý, đau mỏi lưng gối, tiểu đêm. Thực hiện như sau. Các ngón tay sẽ trụm vào nhau tạo thành một chỗ lõm chứa khí.
Người gập về phía trước, đảm bảo lưng thẳng, hai chân thẳng và hơi khép. Bạn thực hiện đưa hai tay thẳng ra sau, trích khoảng 45 độ. Dùng lực để co cánh tay vỗ mạnh vào vùng huyệt thận du, kết hợp với việc nhún chân và hô theo nhịp, vỗ 4 lần 8 nhịp. Vỗ 3 kinh dương ngoài cánh tay. Bài tập này có tác dụng nhuận tràng thông tiện, đồng thời giúp phòng bệnh tê nhức mỏi vai và tay. Bạn cần chuẩn bị như sau: người đứng thẳng, lưng thẳng, hai chân thẳng và hơi khép. Tay trái đưa ra trước, thẳng và vuông góc với thân người. Mặt bàn tay úp xuống, xoay nghiêng vào trong khoảng 45 độ. Chú ý bàn tay phải khum úp lên lưng bàn tay trái. Cánh tay phải đưa lên khoảng 40 cm, gập cổ tay vỗ mạnh xuống mặt ngoài tay trái, từ cổ tay lên đến sau vai trái. Vỗ với các nhịp 1, 2, 3, 4, từ cổ tay lên đến cổ trỏ. Các nhịp 5, 6, 7, 8, từ cổ trỏ lên đến mặt sau vai. Thực hiện vỗ 4 lần 8 nhịp và đổi tay, kết hợp với đó là nhún chân.